Đây là còi sò điệp nướng xanh bay gì đó, vẫn là món đồ ăn của Trung Hoa, đây là nó toàn là ghi tiếng Trung không, mặt trước mặt sau gì cũng đều là tiếng Trung cả. Nè, có hình sò điệp nè. Bây giờ mình sẽ mở ra ở phía bên trong xem sao nha. Mình không có cần phải lấy kéo cắt đâu, mà ngay chỗ này nè, nó có một cái từ từ ra, mình có thể xé trực tiếp ngay đây được. Đó, mình xé được rồi nè. Sò điệp nướng. Gì vậy? Cái này giống như là nó bầm bầm bầm, nó cắt nhỏ ra. Cái mùi thật sự ra thì mùi giống như là cái mùi khô bò, nó ốc ngũ vị hương á, nghe cái mùi giống như là mùi khô bò. Ở phía bên trong thì nó khá là dầu, đồ ăn của Trung Quốc á khá là nhiều dầu, nó ẩm ướt. Và những cái mình không biết cái này có phải là sò hay không, nhưng mà nó cắt ra nhỏ nhỏ nhỏ, nhìn cũng không có được đẹp mắt lắm. Nó có cái màu nâu nâu, nhìn giống như là măng khô á. Ăn á thì có cái thì nó có vị dai, nhưng mà vị dai rất là ít nha. Cái này dạng giống như nó độn chung với thịt heo hay gì á, mà mình ăn mình thấy nó tơi 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 ra như là thịt heo nhiều hơn. Còn cái mà dai dai như sa điệp á ít lắm. Nào, giống như thịt mà nó xé bờ rời ở trong á. Nó có vị thanh nhẹ, hơi ngọt ngọt chút xíu với lại hơi cay. Ăn thì thật sự ra mà nói cũng không có gì gọi là giống sò điệp cho lắm. Cũng dễ ăn. Nó có vị cay. Mới mở ra thì cái mùi nó hơi nồng. Nhưng mà dầu mỡ quá. Rất là nhiều dầu mỡ luôn. Nhìn nè, dầu không à. Một đống dầu luôn. Cái món này ăn thử một lần cho biết rồi, chứ cũng không có ăn lại lần thứ hai đâu, bởi vì nó không có ngon một tí này xíu nào hết á.